Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Thì hôm nay đầu xuân canh tí em xin gửi lời cảm ơn cũng như là lời chúc mừng năm mới tới toàn thể mọi người. Và chúc mọi người một năm mới vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều thành công. Hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một dự án mới của bên em, vị trí là ở Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Hiện tại em đang tổ chức ở trong nhà. Xin mọi người theo em nhé. Với diện tích của ngôi nhà này là 32m², được xây là 4,5 tầng. Hiện tại em đang đứng trước cửa ngôi nhà, hướng nhà là hướng Bắc. Và đây ạ, trước cửa ngôi nhà thì là được ốp đá granite, gạch granite, rất là đẹp và sang trọng. Như là cửa của ngôi nhà đây ạ. Ngôi nhà này thì là cái căn nhà này thì nó có một cái điều đặc biệt là có một cái cổng riêng đấy ạ. Và cách với đường ô tô đi qua đây, mọi người có thể nhìn thấy luôn, là khoảng tầm 20m nha. Ngõ trước nhà là 2m và đây là phía trong của ngôi nhà mọi người ạ. Phía trong của ngôi nhà thì đây là phòng khách và bên đây là phòng bếp. Thì thực ra thì đây mới là dự án của bên em đang là trong cái thời gian đi vào hoàn thiện, nên là chưa được hoàn chỉnh hết mọi cái vật tư cũng như là cái chất lượng. Hiện tại bây giờ sơn là nó chưa xong, cũng như là tủ bếp chưa lắp đặt, cầu thang thì cũng chưa lắp tay vị. Thì hôm nay em chỉ quay sơ cho mọi người biết là bọn em có thêm một cái dự án ở đây để mọi người có thể nắm bắt được thêm nhiều thông tin cũng như là lựa chọn cho mình được cái vị trí ưng ý nhất. Thì là ở đây là phía trước của ngôi nhà cũng như là bây giờ đây là phòng khách, thì mọi người có thể quan sát toàn bộ phòng khách đấy là đã được lắp hệ thống trần thạch cao cũng như là đèn led, có quạt trần trang trí rất là đẹp, tinh tế. Phía đây của ngôi nhà thì chính là gian bếp, nhưng mà gian bếp này thì hiện tại là bên em đang là trong thời gian thi công, nên là khi nào ngôi nhà này vào hoàn chỉnh thì em sẽ quay lại toàn bộ cho mọi người. Và bây giờ em xin giới thiệu với mọi người là rồi đi lên tầng 2 cùng em nào. Đây, tay vịn cầu thang thì là em cũng chưa làm được, chưa lắp được. Vì thực ra cái thời gian này ra riêng này thì rất là nhiều việc. Mà bên các bác thợ thì cũng vậy, rất nhiều việc nên là xin mọi người. Đây là phòng ngủ của tầng 2. Thì là căn nhà này với 32m² thì được thiết kế mỗi tầng một phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Mọi người có thể nhìn thấy đây là bao quát toàn bộ phòng ngủ của ngôi nhà. Đây là phòng vệ sinh ạ. Phòng vệ sinh của ngôi nhà thì đều được lắp đặt trang thiết bị vệ sinh cũng như là bồn cầu lavabo, sen tắm, cây tắm rất là lịch sự, rất là đẹp, đầy đủ hết chi tiết để mình có thể sinh hoạt. Tầng tiếp theo em xin mời mọi người lên tầng 3. Tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà. Tầng 3 cũng như tầng 4 của ngôi nhà thì đều được thiết kế giống như ở tầng 2. Đều là một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đấy, mọi người có thể quan sát. Cái vị trí ở căn nhà này rất là đẹp, rất là gần một cái trung tâm thương mại lớn nhất của miền Bắc, đó là Aeon Hà Đông. Thì lát nữa lên tầng này thì em sẽ quay cho mọi người xem. Đây là phía trên của tầng 4 ngôi nhà. Mọi người nhìn thấy này, hiện tại em không hề bật điện nhé. Không hề bật điện nhưng mà những cái ánh sáng ngoài ở bên ngoài vào rất là sáng. Đây là tầng 4 của ngôi nhà. Hiện tại còn chưa kịp lắp cửa. Mọi người nhìn này, không cần phải bật điện đâu. Mà ánh sáng ở bên ngoài hôm nay thời tiết cũng không phải thực sự quá đẹp, nhưng mà nắng rất nhưng mà trời cái sáng cái ánh sáng vào nhà rất là đẹp luôn. Mọi người có thể quan sát luôn này, đây chính là trường học, trường tiểu học luôn nhé mọi người, trường tiểu học luôn, rất là gần vị trí của ngôi nhà. Tiếp theo em xin mời mọi người lên trên tầng 5, thực ra thì gọi là 4 tầng rưỡi thôi, bởi vì ở trên này thiết kế
là thiết kế ở đây là để máy giặt. Mọi người thì nhìn thấy luôn, thiết kế để máy giặt ở trong nhà, và ở đây là thiết kế phòng thờ của ngôi nhà. Đây là thiết kế phòng thờ của ngôi nhà. Tiếp theo, mời mọi người ra sân phơi. Xem sân phơi của ngôi nhà đây. Đây chính là sân phơi của ngôi nhà này. Thì mọi người có thể quan sát giúp em nhé. Nếu mà tính về đường chim bay thì là cái ngôi nhà, vị trí ngôi nhà này cách cái trung tâm thương mại Aeon Hà Đông chỉ khoảng tầm 200m thôi ạ. Tức là tính theo đường chim bay, còn nếu như mà tính theo đường bộ thì nó khoảng tầm 700m nha mọi người. Mọi người có thể nhìn xung quanh. Xung quanh cái ngôi nhà này là rất nhiều chung cư cao tầng FLC, tòa nhà FLC. Và cái ngôi nhà này cách cái vị trí mà đường ô tô đi qua chỉ có tầm 20m thôi mọi người ạ. Rất là tiện cái việc đi lại. Cái nhà này diện tích, em nói lại với mọi người nhá, diện tích là 32m2, giá mọi bên em chào bán là 2 tỷ 400 triệu, có thương lượng một chút, và bên em có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Thì là rất là mong anh chị xem chi tiết về căn nhà, và nếu như mà mọi người có nhu cầu thêm thì có thể gọi thêm cho em để em có thể tư vấn trực tiếp cho mình theo số điện thoại ở trên màn hình là 0983013403 hoặc là 0888041444 em Ánh là em ạ. Thì em có thể tư vấn thêm cho anh chị chi tiết hơn về cái vị trí ngôi nhà cũng như là cái căn nhà này như thế nào. Tất cả nhà bán bên em đều là có đầy đủ sổ đỏ chính chủ, cũng như là bên em sẽ bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ cho mình. Thì mọi người xem video em vừa quay, nếu như thấy hay thì là bấm like video giúp em, cũng như là đăng ký kênh để có thể nhận thêm nhiều thông tin hơn nữa về cái ngôi nhà, những ngôi nhà khác mà sắp tới bên em sẽ triển khai ra nhiều dự án hơn nữa. Thì là thông tin của ngôi nhà này đến đây là hết. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh của em trong suốt thời gian vừa qua.